Kênh Đời Sống Việt xin trân trọng chào mừng quý bác anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm đến kênh và theo dõi ủng hộ kênh suốt thời gian qua. Mời các bạn cùng vào tham quan một cái mẫu nhà cấp 4 rất là đẹp với diện tích chiều mặt tiền là 11m và chiều sâu là 10m. Có 4 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng ăn và 1 khu vệ sinh. Các bạn cùng vào tham quan cái mẫu nhà cấp 4 này. Đây là một trong những mẫu nhà cấp 4 điển hình được nhiều người tìm xây dựng. Các bạn xem kênh thấy hay và video hữu ích thì đừng quên nhấn like, đăng ký và chia sẻ ủng hộ cho kênh, giúp cho kênh phát triển cũng như các bạn có thể cập nhật được nhiều video các cái mẫu nhà do kênh đăng tải lên. Mời các bạn cùng vào tham quan. Các bạn nào quan sát đây là cái không gian phía trước của ngôi nhà. Đây là phần sân. Đây là cái mẫu nhà cấp 4 rất là đẹp. Mới hoàn thiện xong mà đang tiến hành lát sơn. Đây là phần sân cổng ở phía trước này. Đây là cổng phía trước này. Cổng vào đây. Không gian ở phía trước khá là rộng. Sân ở phía trước này, tương đối là rộng. Và hệ thống bậc thì có 3 bậc lên thôi. Chiều cao của từ sân lên đến mặt nền là 70 phân. Được gia chủ bố trí lập ngói. Mái ngói rất là đẹp. Hai phòng, hai cửa sổ và có cửa chính vào bên trong. Mái ngói đây, các bạn quan sát kỹ đây. Sân ở phía trước rất là rộng. Đây, tiền này. Cửa này là bằng gỗ lim hả bác? Và cửa này ra vào mấy tiền mét hả bác? 2,1 triệu mét vuông. Và bộ này 30 triệu. Và bộ cửa rất là đẹp. Đây, ba bạc đi lên. Đây, không gian chính của phòng khách này. Đang tiến hành lăn sơn. Vâng, hôm nào sơn xong thì nội thất vào viếc thì lại quay lại phát nữa. Vâng. Không gian của phòng khách này tương đối là rộng. Phía tay trái này gia chủ bố trí 3 phòng ngủ. Đây là cái phòng đầu tiên này. Phòng này khoảng 12 mét vuông. Có 2 cửa sổ thoáng. Phòng ngủ đầu tiên này. Phòng ngủ số 2 này. Đây, phòng ngủ số 2, diện tích cũng bằng nhau. Khoảng 12 mét vuông. Và đây là phòng ngủ số 3 này. Đây, phòng ngủ số 3. Đây là cái dãy bên tay trái đi vào này là có 3 phòng ngủ này. 1 phòng này. 2 phòng và 3 phòng. 3 phòng. 3 phòng ngủ này đều có cửa sổ. Đây, bên hông là chủ quán đất này. Đây là gia chủ bố trí để ban thờ này. Đây là cái cửa thông ra phía sau này.
Cửa này thông ra phía công trình phụ ở đằng sau, gia đình còn đất ở đằng sau. Và đây là khu vực nấu ăn. Nấu ăn này thì gia chủ bố trí đây. Đó. Khu vực này thì nhỏ xinh thôi. Đó. Khu vực nấu ăn ở bên tay phải đây. Đó. Các bạn quan sát này. Đó. Bên này là vệ sinh này. Đó. Bên này là khu vực của phòng tắm và nhà vệ sinh. Đó. Vệ sinh trong cùng đây. Vệ sinh đây và phòng tắm đây. Phòng tắm đây. Nhà tắm đây. Dãy bên này 3 phòng, 1, 2, 3. Bên này là một phòng ngủ phía đầu ngoài nữa. Phòng ngủ này tương đối là rộng. Và phía bên tay phải chiều nhìn vào khoảng 17 m², rất là rộng. Phòng khách rất là rộng. Rộng nhỉ bác nhỉ? Ừ. Nhà mình này làm tổng chi phí hết bao nhiêu tiền hả bác? Tổng hơn 700. Và hơn 700 triệu. Và mấy đứa bàn ghế nhấc kê vào thì nó mới đẹp lên được anh nhỉ. Đấy. Ừ. Nội thất nó nhấc mình đưa vào. Bàn ghế chắc cái tháng 4 tháng 5 này thì có bàn ghế. À tức là đang đang đặt rồi bác. Đặt rồi nhưng mà chưa và, được. Và